chàng tiếp phụng đó nè. Nói là bên cái phụng. Trận đấu chung kết kèo 4 xã tem thổi súng Tam Nông gặp gỡ tem của Triệu huyện Cao Lãnh. Bóng ngoài. Điểm cho Tam Nông. Một không. Bóng ngoài. Điểm cho Cao Lãnh một điều. Điểm cho Tam Nông 2-1. Tiếp tục nâng điểm số cho Tam Nông 3-1. Điểm Cao Lãnh 2-4. Đó đi, mình nói là điểm 2-3, điểm này điểm cho Tam Nông 4-2. Điểm cho Tam Nông 5-2. Pha phá bóng chạy vừa quá đẹp cơ hội 6-2 cho Tam Nông. Có gì đâu, phải mở chút cái gì. Tiếp tục nâng điểm số Tam Nông 7-2. Tám hai cho Tam Nông, hai bên đổi sang. Tiếp tục nâng số cho Tam Nông 9-2.
điểm cho Cao Lãnh 39. Điểm cho Đam Long 13. Mười một ba cho Đam Long. Điểm cho Cao Lãnh 4-11. Tiếp tục nâng điểm số Cao Lãnh 5-11. Tiếp tục nâng điểm số Cao Lãnh 6-11. Điểm cho Cao Lãnh 7-11. Mười ba bảy cho Tâm Nông. Tám mười ba cho Cao Lãnh. Chín mười ba cho Cao Lãnh. Mười bốn chín cho Tâm Nông điểm cuối. Mười mười bốn cho Cao Lãnh. Mười một mười bốn cho Cao Lãnh. Mười hai mười bốn cho Cao Lãnh. Kết thúc trận đấu kèo 44 xã xét chung kết tem của thỏi súng và chiến thắng được tem của Triệu.